U23 Việt Nam gặp U23 Iraq hay U23 Saudi Arabia tại tứ kết khi nào? U23 Việt Nam bước đầu xác định đối thủ ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024 sẽ là U23 Iraq hoặc U23 Saudi Arabia. Vậy U23 Việt Nam gặp một trong hai đối thủ này khi nào? Bảng C đã xác định xong hai đội đi tiếp. Theo đó, bất ngờ xảy ra tại lượt cuối cùng khi U23 Iraq lách qua khe cửa hẹp để vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng C. Trong khi đó, U23 Saudi Arabia đứng thứ hai chung cuộc do có cùng 6 điểm nhưng thua thành tích đối đầu trực tiếp với U23 Iraq. U23 Thái Lan sau cùng lại bị loại. Theo phân nhánh và lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2024, đội nhất bảng C, U23 Iraq, sẽ gặp đội nhì bảng D. Đội nhì bảng C, U23 Saudi Arabia, sẽ gặp đội nhất bảng D. Hiện tại, hai đội bảng D chắc chắn đi tiếp là U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam. Cả hai cùng có được 6 điểm, chưa đối đầu trực tiếp. U23 Uzbekistan tạm đứng nhất bảng với hiệu số 7. U23 Việt Nam tạm đứng nhì bảng với hiệu số 4. Trong trường hợp U23 Việt Nam không thắng U23 Uzbekistan, đội sẽ đứng nhì bảng D chung cuộc. Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết là U23 Iraq. Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Uzbekistan, đội sẽ đứng nhất bảng D chung cuộc. Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là U23 Saudi Arabia. U23 Việt Nam đã gặp U23 Iraq lẫn U23 Saudi Arabia hồi năm ngoái. Theo lịch sử đối đầu trong 6 năm trở lại đây, U23 Việt Nam thua 2 lần khi gặp U23 Saudi Arabia. Tại tứ kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam thua 0-2 U23 Saudi Arabia. Tại vòng bảng ASEAN 2023, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thua 1-3 U23 Saudi Arabia. U23 Việt Nam có 3 lần gặp U23 Iraq trong khoảng 6 năm trở lại đây. Đội từng thắng U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2018. Sau loạt đá luân lưu, trước đó, U23 Việt Nam hòa 3-3 trong thời gian 120 phút thi đấu. Năm 2022, U23 Việt Nam hòa 0-0 U23 Iraq khi đá giao hữu. Năm ngoái, U23 Việt Nam thua 0-3 U23 Iraq tại giải U23 Doha Cup tại chính Qatar. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.